Bật rồi đấy mà không thấy. Không nhận được đấy. Xin này. Đứng ở dưới. Da tạo nên cấu trúc của cái phần của phần xương sọ não. Chúng ta biết là xương động mạch nó chia thành hai nhóm. Chúng ta gọi là xương sọ mặt và xương sọ não. Thì xương thái dương là cấu trúc chủ yếu tham gia vào cái phần xương sọ não. Đồng thời nó tham gia tạo thành một cấu trúc rất đặc biệt ở trên vùng đầu. Chúng ta gọi đó là cái hố thái dương, cái hố thái dương. Và bám vào cái vị trí của cái phần xương thái dương ở cái hố thái dương này, chúng ta có cái hệ thống cơ mạc của vùng đầu mặt. Đặc biệt đó là cái mạc thái dương. Và cái mạc thái dương là một trong những cấu trúc rất quan trọng thuộc về chúng ta hay gọi là cái SMAS, đúng không ạ? Cái SMAS. Thì cái này nó sẽ liên quan rất nhiều trong vấn đề phẫu thuật tạo hình. Thì ở đây chúng tôi chỉ xin phép được liên hệ với phần xương thái dương thôi. Như vậy về phần xương thái dương, chúng ta thấy rằng bản thân xương thái dương của chúng ta được chia làm 3 phần chính. Một, chúng ta gọi là phần trai. Tại sao gọi là phần trai ạ? Vì gọi là phần trai vì cấu trúc này nó uốn cong giống như vỏ con trai, cho nên chúng ta gọi là phần trai. Chúng ta dùng bàn tay dùng sờ trên vùng đầu, đây chính là phần trai. Phần trai. Phần thứ hai chúng ta có được, chúng ta gọi là phần đá. Hình ảnh đây là chính là phần đá. Thì phần đá chúng ta hình dung với cái phần trai là tạo nên mặt ngoài của hộp sọ. Thì phần đá sẽ là cấu trúc nằm gần như vuông góc với phần trai. Và nó sẽ đi thẳng từ ngoài vào trong, theo hướng từ sau ra trước, để tham gia tạo nên cấu trúc của cái nền sọ. Của nền sọ. Cho nên chúng ta thường hay có cấu trúc khi mà vỡ qua xương đá, chúng ta hay gặp trong bệnh lý, đúng không ạ? Chấn thương sọ não thì chúng ta hay có bệnh lý chảy máu ra ở tai, vì bên trong nó sẽ có chứa cấu trúc của thành phần của tai giữa và cái tai trong. Thành phần thứ ba mà chúng ta thấy được ở phần xương thái dương, phần màu vàng, đó chính chúng ta gọi là phần nhĩ. Phần nhĩ tương ứng chúng ta sẽ có chứa cấu trúc của cái lỗ tai ngoài. Giữa phần nhĩ, phần trai và phần đá nó được liên kết với nhau bằng những cái khe. Và đi qua những cái khe đó, trước đây chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những cái chi tiết đặc biệt, có các mạch máu, có các thần kinh đi qua các khe này. Chúng ta vào mô tả một chút về các thành phần này. Thứ nhất, chúng ta nhìn vào hình ảnh trở lại. Đây là phần trai. Phần trai. Như vậy phần trai của chúng ta sẽ gồm có hai cái mặt chính. Một chúng ta gọi là mặt ngoài, và thứ hai chúng ta có mặt trong. Mặt trong do nó có liên quan với cái não bộ, cho nên người ta còn gọi đó là mặt não. Mặt não. Thì mặt ngoài nó sẽ hơi cong lồi. Cong lồi. Và trên bề mặt của nó sẽ có xuất hiện những cái rãnh do cái vết ấn của cái động mạch nó đè vào. Và chúng ta cũng biết ở đây có một cái động mạch rất lớn. Chúng ta thường có thể dùng tay sờ được cái mạch nó đập ở đó. Đó là động mạch gì ạ? Động mạch thái dương nông, đúng không ạ? Và đi ở đây chính là một nhánh của động mạch thái dương nông. Chúng ta gọi là động mạch thái dương giữa. Động mạch thái dương giữa. Ngoài ra, cái phần trai này nó còn được liên kết rất chặt chẽ với các xương lân cận qua các bờ và qua những cái khuyết. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được phần trai đang liên kết được với cánh lớn của xương bướm qua cái bờ bướm. Và nó được liên kết với cái xương đỉnh ở đây qua cái bờ, chúng ta gọi là bờ đỉnh. Bờ đỉnh. Ở phía sau, phần liên kết với tổ chức cái mõm chủng, đây là thành phần của cái xương đá, đúng không ạ? Thì nó tạo thành một cái khuyết, chúng ta gọi đó là khuyết đỉnh. Khuyết đỉnh. Và phần còn lại, cái phần đá đang được liên kết với phía sau với xương chậm, chúng ta có một cái bờ, được gọi đó là bờ chậm. Chúng ta gọi đó là cái bờ chậm. À, bờ chậm. Ngoài ra, thì chúng ta thấy rằng ở trên cái mặt ngoài, ngoài cái vết ấn của động mạch thái dương giữa thì nó có một cấu trúc được gọi là cái mõm gò má. Cái mõm gò má này sẽ được liên kết với mõm gò má của xương gò má để tạo thành cái cung gò má. Và cái cung gò má này cũng vậy, đây cũng là một cái mốc mà thông thường người ta thường hay sử dụng để người ta định vị, để sau đó người ta xác định được ở phía trên đây là cái nhánh trán của thần kinh mặt bắt chéo với cái nhánh của động mạch thái dương, đúng không ạ? Đây là một cái mốc rất đặc biệt để chúng ta can thiệp vào trong cái vấn đề khi mà người ta căng cái da ở vùng mặt
hoặc là chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp điều trị nội khoa trong cái phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Ngoài ra, phía trên cái mỏm gò má này nó có một cái mấu xương, chúng ta gọi đó là cái củ khớp. Củ khớp này đối với chúng ta không có quan tâm nhiều, nhưng với các bác sĩ răng hàm mặt thì đây là một cấu trúc đặc biệt tham gia vào cái khớp thái dương hàm. Và chúng ta thường biết là khi trật khớp thái dương hàm thường nó sẽ đi xuống dưới và ra trước của cái củ khớp này. Ở mặt trong của cái phần trai, mặt trong của phần trai thì chúng ta sẽ thấy nó cũng có cái rãnh do các tổ chức nó đè vào. Và đặc biệt chúng ta sẽ có một cái rãnh do một cái động mạch khá lớn đè vào. Và đây đó là động mạch màng não giữa, động mạch màng não giữa. À, chúng ta cũng biết động mạch màng não giữa đây chính là nhánh của động mạch gì ạ? Động mạch màng não giữa chính là nhánh của động mạch hàm, đúng không ạ? Động mạch hàm, một trong các nhánh tận của động mạch cạnh ngoài. Động mạch hàm thì trên đường đi nó được cái cơ chân bướm ngoài chia làm ba cái đoạn liên quan mà chúng ta thấy đó. Đoạn trước khi băng ngang qua, đoạn băng ngang qua và đoạn sau khi băng ngang qua cái cơ chân bướm ngoài. Thì động mạch màng não giữa chính là đoạn mà đang băng ngang qua ở cái cơ chân bướm ngoài. Trên đường đi thì động mạch màng não giữa này nó chui qua một cái lỗ rất quan trọng cỡ cái nền sọ, mà khi anh chị phẫu thuật chúng ta rất cẩn trọng trong vấn đề của cái phẫu thuật qua nền sọ, đó chính là lỗ gai của cánh lớn xương bướm, lỗ gai cánh lớn xương bướm, động mạch màng não giữa. Hình như nó cũng muốn hết pin rồi. Ở phía dưới và ở phía sau của cái phần trai thì chúng ta sẽ có liên quan tới một số cái xoang tĩnh mạch rất quan trọng ở trong cái nội sọ. Như hình ảnh chúng ta thấy được đây, đó của cái xoang ngang, và phía dưới chúng ta có cái xoang tĩnh mạch đáy dưới, xoang tĩnh mạch sigma. Thì đó chính là một số cái cấu trúc mà chúng ta để ý ở cái mặt trong của phần trai, mặt trong của phần trai. À, chúng ta có một cái phần thứ hai quan trọng, đó là phần đá. Phần đá thì phần đá như hồi nãy chúng ta đã mô tả, bản thân cái phần đá của chúng ta là một cấu trúc gần giống như một cái khối hình tháp, nằm gần như vuông góc với phần trai. Nó đi từ ngoài vào trong và hơi từ sau ra trước. Và với cái khối hình tháp như vậy thì xương đá chúng ta được chia thành các phần. Chúng ta sẽ có cái đáy của xương đá, tương ứng là chính là cái phần chúng ta sờ được sau tai, hay chúng ta gọi đó chính là cái mõm chủng. Phần thứ hai là phần thân của xương đá. Thì phần thân của xương đá chúng ta sẽ gồm có ba cái mặt chính. Nếu chúng ta nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ thấy được đây, mặt trước, mặt sau và mặt dưới của xương đá. Chúng ta nhìn được hình ảnh, đây chính là mặt trước, mặt sau, và chúng ta lật ngược cái nền sọ ra, chúng ta sẽ thấy được cái mặt dưới. À, chính vì vậy, cái xương đá với ba mặt đó thì nó có liên quan rất chặt chẽ với các cấu trúc lân cận, và nó sẽ có các thành phần bên trong của xương đá như là chúng ta nói, đó là các cấu trúc của cái tay giữa và tay trong, nó đè lên cấu trúc của cái xương đá này và tạo thành những cái chi tiết đặc biệt ở trên các mặt này, và chúng ta có thể sờ được từ bên ngoài của cái xương đá. Chúng ta thấy thứ nhất, đây là mặt trước, đây là mặt sau ha. Này. Chúng ta thấy ở mặt trước xương đá có chi tiết gì? Thứ nhất, chúng ta có một cái vết ấn. Đây là vết ấn của cái thần kinh sinh ba. Chúng ta biết cái thần kinh sinh ba là một thần kinh hỗn hợp, và khi đi ra nó có một cái hạch, chúng ta gọi hạch thần kinh sinh ba. Sau khi nó đi ra được từ ở cái mặt trước bên của cầu não thì trên đường đi nó có tạo thành cái vết ấn khi nó đè vào cái phần mặt trước ngay gần đỉnh của cái đỉnh xương đá và tạo thành cái vết ấn, chúng ta gọi là ấn thần kinh sinh ba. Và từ đó cho chúng ta được ba cái nhánh, năm 1, năm 2 và năm 3. Thì năm 1 như chúng ta biết nó sẽ đi qua được lỗ tròn, năm 2 đi qua lỗ bồi dục, và năm 3 đi qua lỗ, xin lỗi, năm 1 đi qua khe ở mắt trên, năm 2 đi qua lỗ tròn và năm 3 đi qua lỗ bồi dục của cái xương bướm, đúng không ạ? Xương bướm. Cấu trúc thứ hai chúng ta quan tâm ở cái mặt trước xương đá là nó có hai cái rãnh, đó là rãnh thần kinh đá lớn và rãnh thần kinh đá bé. Thần kinh đá lớn và thần kinh đá bé, đây là hai cái nhánh thuộc về thần kinh số 9 và thần kinh số 7.
hai thần kinh này sẽ đi ở mặt trước của xương đá và nó đi ra từ hai cái lỗ. Chúng ta thấy có hai cái lỗ, đó là lỗ của thần kinh đá bé và lỗ của thần kinh đá lớn. Nó đi ra từ mặt trước và đây cũng là nơi mà chúng ta cũng phải quan tâm trong các phẫu thuật đi vào trong cái nền sọ ở xương đá. Cái thứ ba là chúng ta sẽ có một cái cấu trúc nằm giới hạn ngay phía trên, hay chúng ta còn gọi là bờ trên của xương đá. Ở đây sẽ có cái rãnh của xoang tĩnh mạch đá trên. Đây cũng là một cái nơi mà chúng ta gọi là cái tĩnh mạch nội sọ để hội lưu cùng với các tĩnh mạch khác, dẫn lưu các tĩnh mạch trên vùng đầu mặt. Một cấu trúc tiếp theo là chúng ta có cái lồi cung. Lồi cung. Lồi cung này chúng ta có thể thấy được trên bề mặt của mặt trước nó hơi phồng lên. Đây chính là do cái ống bán khuyên trước của trong cái cấu trúc của tay trong của chúng ta, cái ống bán khuyên trước nó đè lên và tạo thành cấu trúc lồi, chúng ta gọi đó là lồi cung. Và bên cạnh lồi cung chúng ta sẽ có được đây hình ảnh của cái trần của hòm nhĩ. Đây chính là trần của hòm nhĩ. Như vậy chúng ta đã có được đó là những cái chi tiết mà chúng ta cần phải quan tâm ở cái mặt trước của cái xương đá. Chúng ta nhìn sang tiếp theo ở mặt sau của phần xương đá. Mặt sau. Thì ở mặt sau của xương đá, cấu trúc đầu tiên chúng ta quan tâm đó chính là có cái lỗ của ống tay trong. Lỗ ống tay trong đây chính là nơi mà chúng ta sẽ có hai cái thần kinh. Một chúng ta thường hay gọi theo chức năng là đi vào, và một cái thần kinh theo chức năng chúng ta gọi là đi ra. Đúng không ạ? Thì thần kinh đi ra theo anh chị là thần kinh gì ạ? Thần kinh đi ra, thần kinh số. Đi ra thường là cảm giác đúng không ạ? Hay là vận động? Đi ra nghĩa là vận động đúng không ạ? Ly tâm. Thì ở đây chúng ta sẽ có thần kinh đi ra, đó là thần kinh số 7. Và thần kinh đi vào, ở đây chúng ta sẽ có thần kinh số 8. Thần kinh số 8 để đi vào trong cấu trúc của tay trong. Như vậy đi qua cái lỗ ống tay trong này anh chị nhớ có hai cấu trúc. Và sau này khi anh chị phẫu thuật chúng ta cũng để ý kiếm được hai cái thần kinh này. Đó thần kinh mặt và thần kinh tiền đình ốc tai, hay chúng ta gọi thần kinh số 8. Với hai nhánh là nhánh tiền đình và nhánh ốc tai. Cấu trúc thứ hai chúng ta thấy được ở đây, đó là chúng ta có cái lỗ tĩnh mạch cảnh. Lỗ tĩnh mạch cảnh. Lỗ tĩnh mạch cảnh này là một cấu trúc mà nó được giới hạn ở từ cái mặt sau với cấu trúc tiếp theo là của cái xương chậm, hay người ta còn gọi đó là cấu trúc để tham gia tạo nên được cái phần mà chúng ta gọi là cái bờ sau của cái xương đá. Đi qua lỗ tĩnh mạch cảnh này chúng ta có ba cái thần kinh rất quan trọng đi qua. Đó là thần kinh số 9, số 10 và số 11 đi qua được cái lỗ tĩnh mạch cảnh này. Cho nên chúng ta cùng quan tâm chú ý ở cái lỗ tĩnh mạch cảnh này. Thành phần tiếp theo ở cái mặt sau là chúng ta sẽ có tiếp tục có vết ấn của một cái rãnh, đó là rãnh của xoang sigma, rãnh của xoang sigma, tĩnh mạch sigma. Như vậy là chúng ta đã thấy được đó là các cấu trúc mà chúng ta nhìn được ở mặt sau. Ngoài ra ở mặt sau chúng ta còn có sự hiện diện của cái lỗ ngoài của cái cống tiền đình. Chúng ta biết đây là nơi nó có thông tựa vào trong qua cái ống, cái cống tiền đình, đúng không ạ? Cống tiền đình. Trên hình ảnh chúng ta cũng đang nhìn lại được, đây là do cái màu nó sáng quá cho nên cái hình ảnh chúng ta không nhìn rõ lắm. Không nhìn rõ lắm. Chúng ta nhìn được rõ đây là cái có cống tiền đình. Đây là mặt dưới của cái xương đá, mặt dưới xương đá. Thì ở mặt dưới của phần xương đá, thường thường người ta chia thành hai cái phần chính. Một phần người ta nằm ở phía ngoài của cái mặt dưới và một phần nằm ở phía trong của mặt dưới. Thì phần phía ngoài nó có liên quan chủ yếu với các tổ chức cơ, các cấu trúc của tổ chức nó đè vào. Ví dụ như vết ấn của thần kinh, vết ấn của mạch máu. Thì ở đây chúng ta thấy đầu tiên ở phần ngoài nó xuất hiện cấu trúc đầu tiên chúng ta có, đó chính là cái mõm trâm. Mõm trâm. Thì cái mõm trâm này nó cũng còn được một cái phần nhĩ nó bao bọc lên trên, phía trên của cái mõm trâm người ta gọi là cái mõm bọc, mõm bọc. Nằm ở giữa cái mõm trâm và cái mõm chủng là cái đáy xương đá để chúng ta nói, thì nó xuất hiện một cái lỗ, đó là lỗ trâm chủng. Chúng ta có đó là lỗ trâm chủng. Thì lỗ trâm chủng này như chúng ta biết đây là nơi có thần kinh gì đi ra? Thần kinh số 7 đi ra. Thần kinh số 7 là một thần kinh mà chúng ta biết khi nó đi ở cái vùng mặt, ở trong nội sọ nó chia làm ba cái đoạn rất là quan trọng. Trong đó cái đoạn quan trọng nhất là đoạn nằm trong xương đá. Khi ở đoạn nằm trong xương đá thì nó được chia thành những cái đoạn gấp khúc với nhau. Và người ta thường gọi là đoạn mê đạo, đoạn mê nhĩ và một đoạn nằm ở trong phần chủng chúng ta gọi là đoạn chủng.
Sau khi từ đoạn chủng nó đi ra thì nó đi ra từ cái lỗ châm chủng. Chính vì nó đi ra lỗ châm chủng, sau đó nó đi qua cái túi nước bọt mang tai nằm rất nông, cho nên đây cũng là nơi chúng ta thường hay gặp trong những bệnh lý tổn thương thần kinh bại ngoại biên, chúng ta gọi là do tổn thương do lạnh, đúng không ạ? Do lạnh. Bại ngoại biên đi qua lỗ châm chủng và sau khi đi ra vùng mặt nó cho chúng ta thành năm cái nhánh, chúng ta thường thấy giống như cái bàn tay chúng ta đi trên vùng mặt, đúng không ạ? Vùng mặt. Cấu trúc thứ hai chúng ta thấy được ở phía ngoài mặt dưới xương đá. Chúng ta nhìn được đây chính là cái rãnh giới hạn ở giữa phần nhĩ với phần đá, chúng ta gọi là khe đá nhĩ, khe đá nhĩ. Tiếp theo, ở phía trong của cái mặt dưới xương đá, chúng ta có cái lỗ của ống động mạch cảnh. Đây là nơi mà chúng ta nói là có động mạch cảnh trong, nó đi qua để nằm trong cái xương đá. Đúng không ạ? Nằm trong xương đá. Sau đó nó đi ra ở đỉnh xương đá, có liên quan với thành bên của cái thân xương bướm và nằm trong cấu trúc người ta gọi là xoang tĩnh mạch hang. Xoang tĩnh mạch hang, đúng không ạ? Cho nên chúng ta khi mà mổ nội soi để đi vào tuyến yên thì một trong những cái tai biến mà chúng ta có đó là chảy máu, đó là tổn thương ở xoang tĩnh mạch hang và đi vào trong cái động mạch cảnh. Và một cái biến chứng thứ hai chúng ta hay gặp đó là tổn thương gây ra mù do tổn thương thần kinh thị giác, do đi vào ngay phía giao thoa thị, đúng không ạ? Giao thoa thị giác. Ở phía sau của cái mõm chủng chúng ta sẽ có đây cái phần liên quan, hoặc là chúng ta nói có cái rãnh, đây chính là rãnh cho cái cơ nhị thân. Cơ nhị thân gồm có hai bó, đúng không ạ? Hai bó, chúng ta gọi là bó trước và bó sau. Nó có cái trung tâm gân, thì đây chính là nơi chúng ta có cái bó của cái cơ nhị thân nó đi qua. Ngoài ra lân cận gần với mặt dưới chúng ta còn có cái rãnh của cái vòi nhĩ, vòi eustache mà chúng ta thường thấy, đúng không ạ? Như vậy chúng ta đã khảo sát được xong cái phần xương đá. Xương đá. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần nhĩ của phần xương thái dương. Phần nhĩ. Thì trong cái phần nhĩ, như chúng ta thấy, đây là một cái phần xương nhỏ thôi. Và nó được liên kết với các tổ chức phần trai, phần đá. Thì cái phần nhĩ này nó cũng gồm có các cấu trúc, những cái bờ, những cái mặt để liên kết với các cấu trúc lân cận. Trong đó chúng ta quan tâm, thứ nhất, chúng ta có cái khe đá nhĩ ở đây. Như hồi nãy chúng ta nói, cái khe đá nhĩ này chính là nơi chúng ta có cấu trúc đi qua. Đó là nhánh màng nhĩ trước của động mạch hàm. Cái thứ hai, chúng ta có nhánh thượng nhĩ. Nhánh thượng nhĩ này của cái thần kinh mặt. Và cái thứ ba, chúng ta sẽ có cái dây chằng trước của xương búa đi qua khe đá nhĩ này. Bên cạnh khe đá nhĩ chúng ta có một khe phụ nhỏ, người ta gọi là khe đá trai, khe nhĩ trai. Cái khe nhĩ trai này đôi khi có, đặc biệt thấy rõ ở trẻ em, còn người lớn đôi khi không thấy rõ. Ở phía sau, giữa phần nhĩ và phần chủng, chúng ta sẽ có một cái khe, được gọi là khe nhĩ chủng. Thì khe nhĩ chủng này, đây là nơi chúng ta có nhánh tai của thần kinh lang thang đi qua. Nhánh tai của thần kinh lang thang đi qua cái khe nhĩ chủng này và đi qua. Đây chính là nơi mà chúng ta thử thấy tạo thành cái cảm giác ở ống tai ngoài, đúng không ạ? Ống tai ngoài. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đi ở bên trong cái tổ chức của cái hòm nhĩ có một thành phần liên quan rất chặt, đó là phần tai của chúng ta. Chúng ta gọi là cơ quan tiền đình đốc tai. Thì ở đây để chúng ta giới thiệu là một chút để anh chị thấy được cái phần ở bên trong của xương đá chúng ta đây lúc này, đó chính là cái phần hòm nhĩ, cấu trúc của cái tai giữa. Thì hòm nhĩ này lúc này nó đang chia thành hai phần rất rõ. Một phần nằm ngang với màng nhĩ và một phần nằm phía trên, thì chúng ta gọi đó là cái ngách thượng nhĩ. Ngách thượng nhĩ. Thì ở cái ngách thượng nhĩ này chúng ta sẽ có những cái dây chằng để nó liên kết được với các tổ chức xương con ở trong của cái hòm nhĩ. Chúng ta thấy ở đây chúng ta có cái dây chằng. Chúng ta nhìn lại hình ảnh này chúng ta sẽ thấy được cái dây chằng. Đây là dây chằng rất rõ để gắn vào các xương con trên của các thượng nhĩ. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được ở đây. Đây là dây chằng của trên xương búa. Cái thứ hai chúng ta thấy dây chằng của trên của xương đa. Và đây dây chằng sau của xương đa.
Ngoài ra chúng ta còn có hình ảnh của cái cơ căng màng nhĩ đến gắn vào phần cán của xương búa, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy được sự xuất hiện của dây thần kinh mặt. Đây chính là nhánh thượng nhĩ. Một cấu trúc tiếp theo mà chúng ta để ý được đây, đó là nếu chúng ta nhìn vào cái mặt trong, hay chúng ta gọi là thành trong cái hòm nhĩ, gọi là thành mê đạo, thì nó có cái sự liên quan rất chặt chẽ với thần kinh 7 mà nãy chúng ta nói. Đây chúng ta nhìn vào cái thành trong thành mê đạo. Chúng ta nhìn được trở lại. Đây là cấu trúc lồi lên của cái ống bán khuyên ngoài. Cái thứ hai, chúng ta thấy được hình ảnh cái lồi của thần kinh mặt. Lồi của ống thần kinh mặt. Cái thứ ba là chúng ta thấy sự xuất hiện của các cửa sổ tròn và cửa sổ bầu dục. Hay chúng ta gọi là cửa sổ tiền đình và cửa sổ ốc tai. Và chúng ta có hình ảnh của cái ụ nhô với các nhánh thần kinh, đặc biệt đây là thần kinh đang tạo thành đám rối của thần kinh thiệt hầu. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng bản thân ở trong cái phần xương đá của phần xương thái dương thì nó trên bề mặt nó có những cái vết ấn cùng với những các tổ chức lân cận, và đó sẽ có những cái tổ chức của cái xoang tĩnh mạch. Thì ở đây là những cấu trúc mà cái xoang tĩnh mạch chúng ta cần để ý khi chúng ta can thiệp vào trong phần tổ chức xương đá của phần xương bướm của phần xương thái dương. Chúng ta có xoang tĩnh mạch dọc trên của cái xoang thẳng, của xoang ngang, của xoang sigma, của xoang tĩnh mạch đá dưới, của xoang chẩm, và nó tạo thành chúng ta đây chính là cái ngã ba, đúng không ạ? Chúng ta gọi là ngã ba xoang tĩnh mạch. Thì như vậy đó là một số cái thông tin mà tôi cũng muốn giới thiệu với một thời gian ngắn để cho chúng ta thấy được một số cái liên quan về cấu trúc về giải phẫu của xương thái dương. Yeah. Với thời gian cho phép thì tôi xin phép được kết thúc ở đây. Yeah.